bóng nhiệt nữa mà thay vào đó là các cái túi khí sẽ được dày hơn cũng như là uh, to hơn và bên cạnh đó Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban ở trong video ngày hôm trước thì Ngọc Gia Ban có lên uh, các video ghế về phân khúc tầm uh, cao cấp Ví dụ như bản MA97 và MA98 của dòng Parasolic Thì ngày hôm nay Ngọc Gia Ban sẽ tiếp tục lên cho các bạn một mẫu ghế thuộc phân khúc tầm trung Có mã là EP MA058 Thì như các bạn cũng đã biết thì đối với những cái bản MA70 hay MA73 Thì đó chính là những cái bản đời trước đó của bản MA058 này Bởi vì bản MA058 này đó chính là những cái bản nâng cấp hơn Cao cấp hơn những cái bản đó thì để đánh giá về độ mới cũng như là về ngoại hình của chiếc MA058 này. Bản này thì được đánh uh, được sản xuất năm 2014 và Ngọc Gia Ban đánh giá kể cả về độ mới uh, ngoại hình hay là về động cơ thì uh, chiếc này còn khá là mới, khoảng độ trên 90%. Nếu như uh, quý khách hàng thường xuyên uh, tham khảo những cái mẫu ghế massage nội địa Nhật Bản thì uh, những cái mẫu MA70 hay MA73 thì bản thiết kế vai của nó sẽ rất là nhỏ cũng như là phần này nó sẽ là nhọn vì vậy là cái độ tiếp xúc của nó đối với vai của người sử dụng sẽ không được nhiều. Nhưng với bản MA058 này, bản vai của nó sẽ vuông hơn. Ờ, chính vì đó thì là các cái điểm tiếp xúc với cái vai của người sử dụng nó sẽ được nhiều hơn. Tiếp theo đó thì với cái phần uh, phần tay sẽ vẫn sẽ được thiết kế là bằng da khác với MA70 và từ đời MA73, MA74 lên thì phần tay này về dòng Parasolic đã thiết kế bằng phần da cũng như là ở dưới uh, phần tay này họ sẽ không sử dụng các cái bi bóng huyệt nữa mà thay vào đó là các cái túi khí sẽ được dày hơn cũng như là uh, to hơn và bên cạnh đó họ họ sẽ thiết kế rất là đặc biệt tức là hai cái rãnh túi khí này họ sẽ thiết kế ra nùi về rìa và ở giữa họ sẽ để một cái khoảng trống để làm sao cho cái phần uh, cánh tay của chúng ta có thể lọt được vào giữa và để uh, tăng cái điểm chạm cũng như là điểm tiếp xúc hơn để có thể là tạo cái cảm giác thoải mái hơn khi mà chúng ta massage và nếu như mà chúng ta có thể nghiên cứu qua cái dòng Fuji thì chúng ta cũng có thể thấy là về phần túi khí ở phần hông này của dòng Fuji nó sẽ rất là nhỏ bởi vì dòng đó này nó, nó sẽ chuyên về trị liệu còn đối với bản Panasonic này sẽ thiên về massage thư giãn hơn thì cái túi khí của nó ở đây nó sẽ rất là to đây chúng ta cũng có thể thấy là bằng hai bàn tay của Ngọc Gia Ban tiếp theo thì để nhìn kỹ hơn về cái Độ tinh tế của người Nhật khi họ thiết kế thì với những cái bản MA70, MA73 thì bảng điều khiển nó sẽ là màu đen sẵn, nhưng mà với cái bản từ bản MA058 này trở đi thì họ thiết kế rất là đẹp, đó chính là ở phần giữa họ sẽ thiết kế cái màu bạch kim và phần rìa sẽ vẫn sẽ là màu đen. Và bản này thì đã là bản nâng cấp nên vì vậy là các cái bài đánh tự động nó sẽ nhiều hơn. Với những bản trước đó thì nó sẽ chỉ có khoảng độ 6 bài tự động. Nhưng mà với bản này đã có 7 bài tự động lưng cao hơn cũng như là khi mà đưa ra các cái bài đánh động tác nó sẽ chuyên sâu hơn Kèm với đó là các cái bài vùng về phần khí cũng như là các cái bài vùng về phần cơ uh, sẽ được nhiều hơn Và các cái tính năng nó sẽ được nhiều hơn Kể cả là ở các cái phần lựa chọn cái mức độ đánh hay là mức độ massage của con ăn cũng như là túi khí Ngoài ra đặc biệt hơn nữa thì như các bạn cũng có thể thấy đó chính là đối với bản MA70 thì ở phần dưới chân nó sẽ không có cái phần nốt như này Vậy cái phần nốt này khi mà họ thiết kế thêm thì nó sẽ có tác dụng gì ờ, Thường thì chân của chúng uh, của chúng ta sẽ tiếp xúc với, với các cái mặt sàn Nó sẽ rất là bẩn Khi mà chúng ta đi lên một chiếc ghế massage này có cái tấm nốt này vào Thì uh, tấm nốt này sẽ hạn chế được cái phần tiếp xúc bẩn đó với cả cái phần da ghế Cũng như là phần nỉ ghế ở phía dưới Và khi mà chúng ta tháo một cái tấm này ra để chúng ta vệ sinh Nó sẽ dễ hơn và cũng như là ở thuận tiện hơn cho chúng ta trong cái việc là vệ sinh một chiếc ghế massage thì đối với bản MA058 này được sản xuất vòng đời khoảng từ năm 2014 đến 2016 ngoài ra bản tem của nó thì như các bạn cũng có thể thấy thì đối với dòng ghế massage nội địa Nhật Bản sẽ có đầy đủ các cái mã số chứng chỉ y tế thiết bị y tế cũng như là về cái công năng của một chiếc ghế và ngoài ra thì người Nhật họ sẽ tinh tế hơn khi mà thiết kế cái khóa ở đây để tránh cho chúng ta về việc chập uh, chậm điện trong các cái mùa mưa lũ và nếu như các bạn có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một mẫu ghế massage nội địa Nhật Bản hãy liên hệ với Ngọc Gia Ban qua số điện thoại 097 494 5555 Ngọc Gia Ban sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là báo các cái mức giá cụ thể của từng tầm phân khúc ghế Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo